Xin chào các bác, hiện tại tôi đang ở trên đường Nguyễn Duy Trinh nhá. Thì tranh thủ đây tôi quay cho các bác một cái chung cư. Đó là cái chung cư La Estaria. La Estaria. Cái tên nó hơi khó đọc một chút. Thì chung cư này cao lắm. Và chung cư này mới hoàn toàn nhá, mới xây hoàn toàn. Các bác nhìn thấy không? Nó cao khủng khiếp đấy. Tôi nghĩ nó phải cao đến tận gần 30 tầng chứ không đùa. Đấy. Cực kỳ cao luôn. Và màu của nó là màu vàng nhá, màu vàng gạch và màu trắng là chủ đạo. Thì các bác đi trên đường Nguyễn Duy Trinh ấy thì các bác có thể dễ dàng nhìn thấy được cái chung cư này. Thì cái chung cư này nó ở vị trí là tôi xin mô tả như sau nhá. Nó giáp với cái khu An Phú. Cách đường Mai Chí Thọ khoảng 2 cây. Cách khu đô thị Lifeview của cả Novaland một cái con kênh. Cách cầu Phú Mỹ khoảng 9 cây. Cách xa lộ Hà Nội khoảng 5-6 cây gì á. Đấy thì tôi chia sẻ cho các bác là như vậy. Thì đó, thì đây là thằng Lifeview nhá. Bây giờ tôi sẽ chạy một vòng cho các bác xem cái thằng này. Thằng này có thể là chung cư cao cấp đấy. Nhìn rất là đẹp, thiết kế rất đẹp. Cao khủng khiếp. Đấy, cái thằng La Estaria. Đây là cái nhà phố ở ngoài của nó này. Nhà phố ở ngoài của nó này. Nhìn rất là đẹp, nhà phố ngoài. Đây cái cổng vào của nó này các bác. La Estaria. Ô, cái nhà phố của nó nhìn thiết kế cũng rất là kỳ kỳ đúng không? Phía bên này là thằng Homeland 3 này, nó đang triển khai thằng Homeland này. Cái cầu này thì không biết đi đâu đây. Tôi chưa bao giờ đi vào mấy cái cầu này. À, đây này nó khoan khu dân cư khác rồi. Ngoài kia là hình như là cái gì vậy? Tôi chưa rõ, nhưng khu An Phú là bên này các bác này. Đây là khu An Phú này. Đấy, cái thằng La Estaria đấy. Cao không? Khủng khiếp đấy, cực kỳ cao luôn. Và đây là hình như là cái block này nó mới xây thôi nhá. Còn sắp tới thì nó sẽ xây thêm cái block khác ở phía bên này nữa. Đó, thì tôi chạy đến đây để mà cho các bác nhìn cho rõ thằng La Estaria này. Rồi, đây, La Estaria đây. Cao không các bác? Đấy, thì rất là cao cấp nha. Cao chung cư này cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, và giá mua thì tôi nghĩ chắc cũng phải tầm ít nhất là 1,5 tỷ một căn. Còn là giá thuê ấy, thì chắc là sẽ tầm khoảng 5 triệu trở lên. 5-6 triệu, 7-8 triệu. Thì trong cái mức giá đó tùy vào điều kiện, tùy vào cái vị trí, rồi tùy cái diện tích hay là cái nội thất ở bên trong. Rồi, thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái thằng La Estaria này nó là như vậy. Để bác nào mà có nhu cầu mà mua, thuê, ở đầu tư thì có thể ghé thăm thằng La Estaria làm xíu. Vì khu này là cái khu mà tương lai thì nó rất phát triển nhá. Đấy. Rồi. Bên này là thằng Lakeview này. Bên kia là thằng Crista này. Thằng chung cư Park Spring này. Và chung cư Thịnh Vượng. Cũng như mấy cái chung cư xung quanh ở phía bên kia. Thì đó, thằng La Estaria này nó là nằm ở cái vị trí đó. Đây, 383 Nguyễn Duy Trinh. Đây cổng vào của nó nha các bác. Rồi, tôi giới thiệu cho các bác biết tổng quan nó là như thế thôi.